Chào các bạn, đây là văn phòng đại lý bên mình. Buổi sáng ấy, thì mình thường sau khi ăn sáng xong thì thường hay pha trà. Mọi người bên mình ấy, thì thường hay sử dụng chiếc cốc có lọc thủy tinh cao cấp này. Rất là tiện lợi vì chiếc cốc này nó cũng rất là nhẹ, đâm ra các bạn nữ cũng rất là thích dùng. Buổi sáng ấy, thì mình thích uống cái trà Thái Nguyên. Đó. Còn những người khác thì có người thì thích uống trà Cung Đình Huế, có người thì thích uống trà sâm dứa, có người lại pha cái trà hoa atiso. Tất cả các loại trà đó thì các bạn pha vào chiếc cốc này rất là ok. Chiếc cốc này chịu nhiệt rất là tốt. Đầu tiên là mình sẽ tráng trà, cho cái lá trà này sẽ nở ra. Dung tích của cốc trà này là 400ml, nhưng mà dung tích mà sử dụng ấy, mà khi các bạn tách cái bã trà ra ấy, thì nó khoảng từ 300 cho đến 350ml. Cái tỷ lệ mà mình pha ấy, mà mình thấy ngon ấy, thì là cái trà Thái Nguyên này là 9 gam trà cho 350ml nước sôi. Chúng ta đậy nắp và ủ trà trong vòng 3 phút. Các bạn thấy màu trà Thái Nguyên của bên mình phân phối có đẹp không? Màu rất là tự nhiên đúng không ạ? Đây sẽ là cái dung tích nước trà mà các bạn sử dụng. Nó rơi vào khoảng từ 300 cho đến 350ml sau khi các bạn tách cái lọc bã trà ra. Bây giờ thì thưởng thức trà thôi. Mỗi sáng thì mình làm một cốc trà như thế này cũng tiện, bởi vì mình không cần phải rót nhiều lần trà ra chén để mà uống. Đó. Công việc ở văn phòng thì rất là nhiều, do đó đòi hỏi chúng ta là phải tiết kiệm thời gian trong cái việc pha trà. Tiêu chí hàng đầu là có trà ngon và tránh ảnh hưởng đến công việc. Uống trà xong thì mình chỉ việc đổ cái bã trà đi và tráng qua nước lã là cái cốc trà đã sạch sẽ rồi.